dịu dàng trong tiếng ru tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời tôi nghe trong lời yêu nhau tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiễn đưa con giai điệu nhớ giai điệu thương theo suốt con đường và tôi chiến thắng Điện Biên Phủ ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao kỷ niệm chương và hoa cho các đại biểu cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin được kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên sẽ lên tặng quà tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Xin được kính mời các đồng chí. Kính thưa quý vị, suốt 70 năm qua, lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta nguyện đem hết sức mình phát huy truyền thống hào hùng của Điện Biên Phủ. Lá cờ quyết chiến quyết thắng mãi là biểu tượng cho ý chí, cho khát vọng Việt Nam hùng cường.